Tối ngày 5 tháng 11 năm 1997, tại chợ lửa Nou Camp, cả châu Âu không khỏi sửng sốt khi Barcelona của những Luis Figo, Rivaldo đã thảm bại 0-4 trước Dynamo Kiev tại Champions League. Nhân vật chính của cơn địa trận ấy là một chàng trai trẻ mới chỉ 21 tuổi, khoác chiếc áo số 10 của đội bóng đến từ Ukraine. Hai pha đánh đầu và một bàn thắng từ chấm penalty của anh đã nhấn chìm binh đoàn xứ Catalan trong tủi nhục ngay trên sân nhà. Người ta tưởng như đó chỉ là một phút xuất thần của chân sút vô danh ấy, nhưng chỉ một năm sau, Real Madrid, đại kình địch của Barcelona, đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Ba bàn thắng của chân sút trẻ này trong hai lượt trận đã khiến Real bị loại trong gay đắng, còn Dynamo Kiev tiến vào vòng bán kết của sân chơi Champions League trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Ghi 6 bàn vào lưới của hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha trong 2 năm, đó chính là cách chàng tiền đạo của Dynamo Kiev xuất hiện trên bầu trời bóng đá vốn đầy rẫy vì tinh tú. Ngay từ thời điểm đó, tất cả đã biết rằng cuộc hành trình của chàng trai đến từ Đông Âu ấy vẫn chưa dừng lại. Anh sẽ bước tiếp những bước đi trên con đường đầy rẫy những vinh quang, để rồi sau này, ngôi đền của những huyền thoại bóng đá sẽ luôn đặt cái tên Andriy Shevchenko ở một vị trí đầy trang trọng. Andriy Mikolajovic Shevchenko sinh ngày 29 tháng 9 năm 1976 tại ngôi làng thuộc Dekivchina Yahotin Raion, thủ đô Kiev của Ukraine. Lúc nhỏ, Shevchenko ban đầu có niềm say mê với môn quyền Anh, nhưng bố của anh, ông Nikolai Shevchenko, đã hướng Seva đến với bóng đá. Ít ai biết được rằng tài năng của Shevchenko suýt chút nữa đã mãi mãi bị chôn vùi ngay khi còn chưa kịp chấm nở. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, Ukraine hứng chịu một trong số những thảm họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl phát nổ. Cả một vùng rộng lớn bị nhiễm phóng xạ, và mọi chuyện còn trở nên trầm trọng hơn khi chính phủ không thông báo ngay cho người dân vùng bị nạn, bao gồm cả nơi mà gia đình Shevchenko đang sinh sống. May thay, bố của Seva, một người làm trong quân đội, đã được báo tin trước và kịp thời di rời gia đình tới vùng biển Azov lánh nạn chỉ 4 ngày sau khi thảm họa diễn ra. Seva khi đó mới gần 10 tuổi, một tay ôm quả bóng, một tay cầm túi đồ phụ bố mẹ, trong đoàn người lặng lẽ bước đi di tản. Và đó cũng là thời điểm Shevchenko từ bỏ quyền Anh để thật sự tập trung vào bóng đá. Sau khi thi rớt trong lần tuyển dụng đầu tiên, Seva được để mắt ở giải thiếu niên, được Dynamo Kiev tuyển mộ và trở thành người học trò xuất sắc của Valery Vasilovich Lobanovsky vĩ đại. Mùa giải 1992-1993, Shevchenko là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội dự bị của Dynamo Kiev với 12 pha lập công. Và ngay lập tức, anh đã được đôn lên đội hình chính vào năm 1993, để rồi rất nhanh chóng, Seva đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1994 đến năm 1999, Andriy Shevchenko đã trở thành đầu tàu đưa Dynamo Kiev thống trị giải quốc nội với 5 chức vô địch liên tiếp. Và tài năng của Seva đâu chỉ được biết đến trên mảnh đất Ukraine, mà nó đã bắt đầu lan rộng ra cả châu Âu, đặc biệt nhất sau cú hat-trick tuyệt vời vào lưới gác khổng lồ Barcelona vào tháng 10 năm 1997 trong thắng lợi 4-0 của Kiev ngay trên thánh địa Nou Camp. Chỉ một năm sau, cũng tại đấu trường Champions League, chàng trai trẻ mang ấy lại khiến tất cả phải nhắc đến tên mình khi sút tung lưới Real Madrid tới 3 lần trong cả lượt đi và về tại vòng tứ kết. Khi Shevchenko cứ thế liên tục tỏa sáng rực rỡ, thì cũng là lúc mà Dynamo Kiev biết rằng họ sẽ không thể mãi giữ chân anh được nữa. Mùa hè năm 1999, cái tên Andriy Shevchenko tiếp tục khiến truyền thông châu Âu phải ngỡ ngàng. Khi AC Milan đã phải bỏ ra tới 24 triệu euro để mang anh về San Siro, đồng thời biến Seva trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Rossoneri lúc bấy giờ. Shevchenko bước xuống sân bay quốc tế Malpensa, nở nụ cười ngượng nghịu chào tất cả. Anh khoác lên màu áo đỏ đen với khuôn mặt ngây thơ và nụ cười hiền lành. Tất nhiên, khi đó là cùng với không ít sự hoài nghi từ các nhà báo, các chuyên gia cho đến chính những người hâm mộ AC Milan. Nhưng mà khi những sự nghi ngờ từ báo chí còn chưa giá mực, Shevchenko đã ghi bàn ngay trận ra mắt AC Milan tại Serie A trong chuyến làm khách trên sân của Lecce. Đến rồi khi kết thúc mùa giải đầu tiên, Seva đã nã vào lưới đối phương với tổng cộng 24 lần, vượt qua những chân sút sừng sỏ như Batistuta và Crespo để giành danh hiệu vua phá lưới tại giải đấu cao nhất của đất nước hình chữ ủng. Dù được miêu tả là một người nói ngoại ngữ kém, nhưng Andriy Shevchenko vẫn có thể kết nối với mọi người bằng thứ ngôn ngữ mà anh giỏi nhất, đó là bóng đá. Những bàn thắng của Seva thể hiện sự toàn diện, không chỉ sút bóng tốt bằng cả hai chân, mà anh còn đánh đầu giỏi và sở hữu kỹ thuật lừa bóng qua người trong phạm vi hẹp của một sát thủ hàng đầu. Nếu như Serie A những năm 90 là nơi quy tụ các ngôi sao bóng đá lớn nhất thế giới, giải đấu này có quá nhiều những tiền đạo xuất sắc như Batistuta, Crespo, Ronaldo, Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi. Nhưng Shevchenko biết cách tỏa sáng theo cách của riêng mình. Anh có tốc độ của Ronaldo de Lima lúc sung sức nhất, có sự dũng mãnh của Vieri, có những cú sút sấm sét như Batistuta, có sự uyển chuyển của Del Piero. Nói tóm lại, anh là tiền đạo cực kỳ toàn diện.
Những năm đầu tại AC Milan, Shevchenko luôn đứng trong top những chân sút hàng đầu của Serie A. Nhưng có một điều đáng tiếc, dù luôn chơi bùng nổ, nhưng trong 3 mùa giải đầu tiên của Seva tại Milan, anh không giành được bất cứ một danh hiệu nào. Bước ngoặt chỉ xảy đến vào mùa giải 2002-2003, một giải tệ nhất của Seva trong suốt những năm tháng khoác áo đội bóng sọc đỏ đen. Chấn thương triền miên khiến anh chỉ ghi được 5 bàn thắng cho Milan vào mùa giải năm đó. Nhưng những bàn thắng đó luôn đến vào thời điểm mà tất cả cần anh nhất. Một cú nước rút ngoạn mục và dứt điểm hạ gục Iker Casillas để giúp Milan giành ngôi đầu bảng của Real Madrid. Là cú đánh đầu góc công giúp Milan vượt qua Ajax tại tứ kết, ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết trước Inter Milan. Để rồi trong trận chung kết Champions League với Juve, chính Seva là người trực tiếp mang về chiếc cúp tay voi danh giá lần thứ 6 về với San Siro sau cú sút lần lượt quyết định đánh bại Zanozzi bút vòng. Trong cái khoảnh khắc Seva quật ngã Juventus và trở thành người hùng, anh bước lên đạt quả bóng. Camera bắt thẳng vào mặt anh, đó là gương mặt không chút mệt mỏi. Với ánh mắt đảo qua, đảo lại liên tục nhìn quanh sân vận động Old Trafford. Một ánh mắt lạnh lùng, không sợ sệt, thậm chí không có cảm xúc. Rồi sau đó anh đánh bại bút vòng. Trong một giải mà Seva chơi tệ nhất từ ngày đặt chân tới San Siro, anh lại là người ghi bàn quan trọng nhất giúp Rossoneri đăng quang Champions League. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti sau này kể lại: "Tôi đã xem lại quả penalty đó cả trăm lần và lần nào tôi cũng thấy rợn người lúc nhìn vào ánh mắt của Seva." Sau thành công trong mùa giải 2002-2003 của Milan thì những danh hiệu sau đó cứ liên tục đến với Andriy Shevchenko. Mùa giải 2003-2004, một mùa giải bùng nổ nữa của Seva tại San Siro, anh có lần thứ hai giành danh hiệu vua phá lưới tại Serie A với 24 bàn thắng như ở mùa đầu tiên. Như lần này, AC Milan đã bước lên đỉnh cao của Serie A với chiếc vô địch Scudetto sau 5 năm chờ đợi. Và đến cuối năm 2004, Shevchenko bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới với danh hiệu quả bóng vàng, tiếp nối thành công của một người Đông Âu khác là Pavel Nedved. Các Milanista cứ ngỡ những niềm vui ấy sẽ còn kéo dài khi họ hát vang: "Chúng tôi tới đây để xem Seva ghi bàn." Nhưng có ai ngờ rằng đó lại là nốt thăng cuối cùng trước những khủng hoảng bất tận trong sự nghiệp của linh dương Đông Âu. Mùa giải 2004-2005, AC Milan đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu Serie A trước sức mạnh khủng khiếp của Juventus. Nhưng tại đấu trường châu Âu, Seva đã trở thành đầu tàu để đưa Milan tiếp tục lọt vào trận chung kết Champions League gặp Liverpool. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng đêm Istanbul năm 2005 đó sẽ luôn là vết nhơ tồi tệ nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Shevchenko. Dẫn trước Liverpool 3 bàn trong 45 phút đầu tiên cùng một thế trận áp đảo, nhưng chỉ trong 6 phút của hiệp 2, Milan đã bị đại diện đến từ nước Anh chọc thủng lưới tới 3 lần. Ở phút thứ 118 của hiệp phụ, Seva đã bỏ lỡ cơ hội 10-10 để đưa Milan vươn lên dẫn trước với hai pha dứt điểm cận thành bị Dudek cản phá một cách khó tin. Khi bạn gục ngã, bạn phải đứng dậy và tiếp tục bước tới, Shevchenko tuyên bố mạnh mẽ sau trận chung kết năm 2005. Và quả thật, Seva đã trở lại mạnh mẽ khi anh ghi tới 28 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải 2005-2006. Nhưng Milan đã gây thất vọng khi không giành được một danh hiệu nào và nó như một điềm báo cho sự chia tay lớn chuẩn bị diễn ra. Có lẽ không nhiều người biết, bên cạnh những vinh quang trên sân cỏ, Seva còn nhận được những ưu ái đặc biệt tại San Siro. Thủ tướng Italy thời điểm ấy, Silvio Berlusconi, đồng thời cũng là chủ tịch của AC Milan, xem ngôi sao sinh cùng ngày cùng tháng với ông như một người con trong gia đình. Nhà tay vợt này cũng là người cha đỡ đầu của cậu bé Jordan Shevchenko sau này. Ngày Seva muốn rời Italy, chủ tịch Milan đã tìm cách níu giữ. Những cánh thư tới tấp gửi về, những lời nhắn, những lời tâm sự khiến Seva không khỏi cảm động. Vậy nhưng anh vẫn ra đi. Trong bức thư chia tay Milan, anh viết: "Tôi hiểu sự thất vọng, nỗi buồn của các bạn, nhưng hãy chấp nhận quyết định của tôi như một phần của cuộc sống. Đã là cuộc sống thì luôn có đau buồn. Khi anh bảo các Milanista phải chấp nhận điều ấy, là anh đã khiến họ phải chịu đựng sự tàn nhẫn nhất, vì họ đã yêu anh biết bao nhiêu." Chia tay San Siro ngay trước thềm World Cup 2006, Shevchenko gia nhập Chelsea theo lời mời gọi hấp dẫn của chủ tịch Roman Abramovich với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng Anh, cùng thời điểm với những Michael Ballack, Ashley Cole hay John Obi Mikel. Sau 2 năm thống trị quốc nội, giờ là lúc mà The Blues vươn mình ra châu Âu và Seva được mang về chính là để thực hiện tham vọng đó. Nhưng Shevchenko là thân vụ của Abramovich chứ không phải của Jose Mourinho. Sự xuất hiện của tiền đạo người Ukraine tại Stamford Bridge khi đó cũng khiến người đặc biệt không khỏi bất ngờ. Dù có khởi đầu khá tốt ở đội bóng mới khi Seva đã ghi bàn ngay trong lần đầu ra mắt Chelsea tại trận tranh siêu cúp Anh với Liverpool, nhưng những ngày tháng sau đó với linh dương Đông Âu là những khoảng thời gian tăm tối nhất trong sự nghiệp. Shevchenko không thể thích nghi nổi với lối chơi giàu sức mạnh tại Premier League. Anh bắt đầu phải làm quen với ghế dự bị vì phong độ sa sút quá nhiều. Và khi mà được trao cơ hội ra sân, những gì mà Seva để lại chỉ là hai từ thất vọng. Sương mù giăng kín tại thủ đô London, nó lạnh lẽo như chính Seva những năm tháng trên đất Anh vậy.
Shevchenko không còn ghi bàn nhiều nữa, khuôn mặt đẹp trai của anh ít cười hơn. Anh chỉ lặng lặng ngồi trên ghế dự bị của Chelsea, nhìn vai rừng Drogba tỏa sáng. Ai cũng chờ đợi Seva trở lại, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Michael Ballack, người tới Stamford Bridge cùng thời điểm với Shevchenko, trở thành một nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Chelsea. Còn với chàng tiền đạo số 7, hình ảnh của anh có chăng chỉ là được người ta nhớ lại với cú cứa lòng tuyệt đẹp của lưới Tottenham mà thôi. Các Milanista đau đớn khi nhìn thấy đứa con cưng ngày nào chết mòn trên băng ghế dự bị, nhưng họ thậm chí còn đau hơn, bội phần khi thấy anh mờ nhạt trong ngày trở về. Mùa giải 2008-2009, những tưởng sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp của Shevchenko khi anh trở về AC Milan theo dạng cho mượn, nhưng nó chỉ cho người ta nhận ra một thực tế rằng tuổi tác đã bắt kịp những bước chân của anh mất rồi. Đôi chân của Seva trở nên cứng đờ, những khoảnh khắc xuất chúng ngày nào như cái cách anh thực hiện cú lướt bóng kinh điển vào lưới Gianluigi Buffon năm nào. Dù đang bị bao vây bởi Edgar Davids, Ciro Ferrara, Paulo Montero và Gianluca Pesotto đã không còn nữa rồi. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng trong cả mùa giải. Seva bị chính người thầy Ancelotti quay lưng, còn Milan chỉ còn biết lặng thinh trước quyết định mua đứt lại anh. Sự nghiệp của Shevchenko quay ngược trở lại trình tự mà nó đã bắt đầu. Dynamo Kiev là nơi mở đầu và cũng là nơi kết thúc cho sự nghiệp của Linh Dương Đông Âu. Tại đội bóng thời niên thiếu, Seva vẫn đôi lúc khiến người ta ngất ngây với những khoảnh khắc tuyệt diệu, như siêu phẩm tung lưới Inter Milan hùng mạnh của Mourinho tại Champions League. Nhưng tất cả đều hiểu rằng đó chỉ là những phút lóe sáng của quả bóng vàng năm 2004 trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp mà thôi. Ngày 11 tháng 6 năm 2012, Ukraine gặp Thụy Điển trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết Euro năm 2012. Seva ghi 2 bàn giúp Ukraine giành chiến thắng trước Thụy Điển với tỷ số 2-1. Người ghi bàn bên phía Thụy Điển là Zlatan Ibrahimovic. Thời điểm ấy, Ibra là cầu thủ quan trọng nhất trong hành trình giành Scudetto thứ 18 của AC Milan, còn Shevchenko chỉ là quá khứ. Nhưng sau trận đấu, các Milanista vẫn gọi tên Seva với tất cả sự yêu mến, như cái thời đầu tiên anh ghi bàn trên San Siro lộng gió. Để rồi chỉ một tháng sau đó, Shevchenko tuyên bố chia tay sự nghiệp bóng đá, khép lại cuộc hành trình đầy vinh quang nhưng cũng ít trắc trở của mình. Có lẽ với nhiều người hâm mộ AC Milan, Andriy Shevchenko và Ricardo Kaká là hai nỗi tiếc nuối lớn nhất của họ, nhưng ít nhất thì Kaká cũng có được ngày trở về trọn vẹn sau những năm tháng chật vật ở Real Madrid. Còn với Seva, anh chẳng có gì ngoài một cuộc chia ly lặng lẽ. Có những cầu thủ khiến các tifosi Milan phải say đắm và buồn bã khi chia tay, bởi bàn thắng của họ không chỉ mang lại điểm số mà còn gieo cả xúc cảm và những đam mê sâu xa vào trong đó. Andriy Shevchenko, chú linh dương của Đông Âu, là một cầu thủ như thế.